Xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Phạm Diệp Anh. Em là học sinh lớp 1A2, trường tiểu học Bảo Nhai A, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các bạn thân mến, trong cuộc sống nếu không mắc lỗi thì rất tốt, nhưng nếu mắc lỗi mà biết sửa lỗi thì còn tốt hơn. Để chứng minh cho điều đó, sau đây mình xin kể câu chuyện Dũng cảm nhận lỗi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và nhớ bình chọn cho mình nhé. Câu chuyện của em xin phép được bắt đầu. Dũng cảm nhận lỗi, thỏ hồng và thỏ trắng là đôi bạn thân. Có món gì chúng cũng chia sẻ với nhau. Một hôm, thỏ hồng dậy sớm chạy tập thể dục trên cánh đồng cà rốt. Chạy sang nhà thỏ trắng rồi rít khoe: "Này, tớ vừa nhổ được một củ cà rốt tươi rói rói, cậu ăn cùng với tớ đi." "Cậu nhổ ở đâu vậy? Nhà cậu trồng cà rốt à?" "Không, tớ nhổ của bác nông dân lúc tập thể dục sáng đấy, chẳng ai nhìn thấy tớ nhổ đâu." "Ôi, thỏ hồng ơi, cậu hãy mang trả lại và xin lỗi bác nông dân đi." "Không, thì không trả đâu. Trên cánh đồng còn đầy củ cà rốt, tại sao tớ lại phải trả? Công chồng mà vẫn có cà rốt để ăn mới thích chứ." Dù trên cánh đồng còn đầy củ cà rốt, nhưng nó cũng không phải của mình. Cô giáo đưa dạy, nếu không phải của mình, không được tự ý lấy. Như thế là không tốt, sẽ trở thành một đứa bé hư. Thỏ hồng ấp úng: Vậy tớ phải làm gì bây giờ?" "Bây giờ tớ cùng với cậu sẽ mang củ cà rốt này mang trả cho bác nông dân nhé." Nói rồi hai bạn mang củ cà rốt đến nhà bác nông dân. Thỏ hồng đưa cho bác nông dân củ cà rốt và nói lí nhí: Cháu xin lỗi bác ạ." Bác nông dân mỉm cười, không nhận củ cà rốt. Bác lấy thêm một củ cà rốt nữa, đưa cho hai bạn thỏ và nói: "Thỏ hồng biết nhận lỗi là dũng cảm. Lần sau muốn ăn cà rốt thì đến nhà bác nhá." Hai bạn thỏ cảm ơn bác nông dân. Bác nông dân vui vẻ: "Bây giờ các cháu có muốn đi thăm vườn cây nhà bác không?" Hai bạn thỏ đồng thanh: "Có ạ, có ạ." Hai bạn thỏ cùng bác nông dân vừa đi thăm vườn cây vừa hát vang: "Bác trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa, còn bác trồng toàn cây dễ sợ, cây sung chuyện. Mình muốn gửi tới các bạn một thông điệp: hãy dũng cảm nhận lỗi để chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nhớ bình chọn cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.